Thưa quý vị và các bạn, với tầm nhìn xa nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, khi kinh tế xã hội phát triển, số lượng xe ô tô tăng cao, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương quy hoạch mỗi thôn phải có một bãi đỗ xe. Thực hiện chỉ đạo này, một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm đang tích cực vào cuộc. Bãi đỗ xe rộng gần 1.400 m² này, hơn 6 năm nay, phục vụ miễn phí cho du khách đến với quần thể di tích Làng Nôm ở xã Đại Đồng, cũng như người dân trong thôn. Sự thuận lợi cho địa phương là bãi đỗ xe này nằm trong quy hoạch tổng thể của khu di tích Làng Nôm. Tôi là người đây, ngày nào cũng đây. Để người dân trong làng có xe pháo đi về đêm hôm hoặc là ban ngày có công có việc đỗ rất là tiện. Phục vụ cả đời sống, phục vụ cho cả văn hóa xã hội, phục vụ cho cả khách du lịch. Thế như vừa rồi là ở đây có một cái đám tang gần 200 xe thì cái chỗ này là cái chỗ để xe nó rất là thuận lợi, an toàn và nó vệ sinh, văn minh. Xã Đại Đồng cũng đang quy hoạch khu vực bãi đỗ xe của xã rộng tới 2,6 ha ở khu vực tiếp giáp giữa ba thôn. Đây là bước chuẩn bị hạ tầng đồng bộ cho khu dân cư mới rộng hàng chục hecta, dự kiến sẽ được triển khai cạnh đó cũng như nhu cầu của các khu dân cư hiện hữu. Còn khu dân cư mới kiểu mẫu thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang hiện có khoảng 100 xe ô tô nhưng chưa có bãi đỗ xe công cộng. Thôn đang đề nghị bố trí hai bãi đỗ xe rộng trên 1.200 m² ở gần chùa Tăng Bảo và đình làng. Chỗ này vừa rồi chúng tôi cũng có cái đề nghị, một là kè thành ao, hai là trồng cây, ba là làm bãi đỗ xe. Nhưng mà xét thấy cái tình hình nhu cầu của nhân dân hiện nay ấy, là cũng muốn là làm cái bãi đỗ xe cho nhân dân được đỗ xe để cho nó an toàn hơn. Trước đây, trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Quang dự kiến bố trí khu bãi đỗ xe ở cả 8 thôn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chưa thực hiện được. Chủ trương quy hoạch mỗi thôn có một bãi đỗ xe sẽ giúp địa phương có điều kiện thuận lợi để thực hiện việc này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, chúng tôi sẽ họp triển khai đến các thôn và cũng yêu cầu các thôn là trình đề nghị bổ sung các cái nội dung thay đổi về kế hoạch sử dụng đất làm bãi đỗ xe cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Quy hoạch mỗi thôn một bãi đỗ xe nhằm tạo ra tiện ích cho các khu dân cư. Gần đây nhất, ngày 27 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tiếp tục nhấn mạnh nội dung này trong cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu là các huyện là chỉ đạo các xã này và quy hoạch cho mỗi một thôn một bãi đỗ xe đấy. Huyện nào mà chưa điều chỉnh thì huyện phải chịu nhiệm. Trước hết ta có quy hoạch đã, nhưng mà không có quy hoạch đấy sau này thì 5-10 năm nữa thôi không có chỗ để bãi đỗ xe. Khi mà kinh tế xã hội phát triển lên, xe cộ mua đông số lượng nó lớn gấp 10 lần như thế này thì lấy đâu ra chỗ đỗ xe, tắc hết vào làng cũng tắc hết. Thì buộc phải mỗi một thôn là 1-2 bãi đỗ xe.